Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp chương 3 của bộ truyện Nhân cách nguy hiểm. Lần đầu tiên anh ta nghe thấy bệnh này còn có thể trị sao? Tuy nhiên nhẹ, y học bây giờ đúng là phát triển, chỉ là không biết mức độ giống như ông còn trị được không. Hôm sau, cơn mưa to liên tục đủ 2 ngày, cuối cùng cũng tạnh, chỉ còn lại con đường vẫn ướt đẫm. Thời tiết đầu đông hơi lộ ra chút cảm giác lành lạnh. Với con đường dài, một phòng khám tâm lý tư nhân đã mở cửa thật sớm. Phòng khám này thu phí rất cao. Nhìn từ bên ngoài rất xứng đáng với cái giá mấy nghìn tệ một lần tư vấn. Trang trí quá cao cấp, khiến phòng khách trông quá hơi lạnh lẽo. Dù khu vực tiếp khách có thật vài con thú bông ngây thơ đáng yêu, cũng không thể thay đổi bản chất lạnh lẽo này. Chị Thanh lần đầu tiên đến phòng khám này. Anh đã thay mấy vị bác sĩ tâm lý, vị cuối cùng là hơn 1 năm. Lần tư vấn trị liệu cuối cùng kết thúc, bác sĩ nói với anh. Anh chỉ, có lẽ tôi không giúp được anh, hay là anh lại thử phòng khám khác xem, có thể bác sĩ khác sẽ giúp đỡ được anh. Hơn 1 năm, tôi hoàn toàn không tìm thấy nguyên nhân bệnh của anh. Bác sĩ cười khổ, thậm chí anh với tôi còn không nói chuyện thân thiết được. Anh xem, đến hôm nay, anh còn mang găng tay của trước mặt tôi, chưa từng tháo xuống lần nào. Anh không tin tôi. Xin chào. Tiếp tân của phòng khám lúc nói chuyện mang theo nụ cười máy móc. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của người đến, nụ cười này mới trở nên chân thành. Xin hỏi, anh có hẹn trước không? Hôm nay không mưa. Chị Thanh quyết định không mặc áo khoác, chỉ mặc một cái len màu đen hơi phong phanh. Thái độ hờ hững cùng giọng nói không lên không xuống của anh khiến cho tiếp thân không cười tiếp được nữa. Mấy giờ, bác sĩ Ngô? Sau khi kiểm tra trên máy tính xong, tiếp thân nói, anh chỉ Thanh đúng không ạ? Mời anh đến khu vực tiếp khách chờ một lát. Bác sĩ Ngô còn đang tiến hành tư vấn. Chờ tư vấn kết thúc, chúng tôi sẽ báo cho anh. Khu vực tiếp khách ngoại trừ mèo còn có 2 người phụ nữ đang ngồi. Một người có lẽ là đi cùng người kia đến, một người đang khóc, người đi cùng thì đang không ngừng an ủi đối phương. Cậu đừng buồn quá, cậu nhìn mèo này, dễ thương biết bao. Con mèo đang nằm trên sofa, bọn họ giống như có thể nghe hiểu, chủ động đặt tệm thịt nho nhỏ lên bàn tay của người phụ nữ đang khóc nức nở, kêu khẽ một tiếng. Mèo. Người phụ nữ nhíu dần. Cô vươn tay ra, dịu dàng xoa đầu mèo. Đúng rồi. Khu tiếp khách ngoài cái sofa dài, hai người bọn họ đang ngồi thì chỉ còn một chỗ trống đối diện. Trên chỗ trống có một con mèo khác đang nằm. Tiếng nức nở của người phụ nữ miễn cưỡng dừng lại. Một thấy người đàn ông vừa bước vào khu tiếp khách, ngừng bước trước chỗ trống kia. Sau đó, mặt không cảm xúc, vươn bàn tay, mang găng tay màu đen ra. Xách con mèo đang chiếm đoạt chỗ trống trên ghế sofa lên. Con mèo kia nháy mắt bay lên, bốn chân cũng vẫy, xù lông kêu. Méo! Cũng là mèo nhưng đại ngộ hoàn toàn khác biệt với 2 con mèo bên kia. Chỉ thích xách con mèo giống như xách một vật thể không có sự sống. Hỏi nhân viên ở bên cạnh, thứ này có thể mang đi không? Nhân viên phòng khám đang rót nước xung quanh. À, xin chào, chú mèo này có vấn đề gì sao? Phòng khám bọn họ nuôi mèo là mục đích. Động vật nhỏ, lông xù, lại dễ thương như này, rất dễ xoa dịu cảm xúc của con người. Có một tác dụng chữa bệnh nhất định, giúp ích việc phục hồi tâm lý. Chỉ thấy ngón tay, mèo rơi thẳng vào trong lòng nhân viên. Không cần, bướng víu. Nhân viên, người xung quanh, con mèo bị ghét bỏ. Nhân viên ôm mèo mềm mại mập mạp kia trong lòng, thật sự không thể hiểu trên thế giới này thế mà còn tồn tại người không thích mèo. Chỉ có thể nói với bản thân, bọn họ là phòng khám tâm lý, người đến đây ít nhiều cũng có chút vấn đề về tâm lý. Ok, vậy là mình đã đọc xong phần truyện này dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.
Bye bye.